Kéo khăn trải bàn không làm rơi đổ các vật dụng trên bàn. Trong một lần duy nhất, phải kéo được chiếc khăn ra khỏi bàn mà các vật dụng để trên bàn không bị đổ hoặc rơi xuống đất. Kích thước bàn là dài 90cm, rộng 60cm và cao 68cm. Khăn trải bàn mỗi bên phủ ra 30cm. Các vật dụng trên bàn gồm 2 đĩa đựng thức ăn, mỗi đĩa nặng 250g, 2 ly đựng nước, độ cao mặt bàn đến mức nước trên cùng là 12cm, một lọ hoa có nước, độ cao tính từ mặt bàn đến mức nước trên cùng là 20cm, 2 bộ thìa dao. Phần thi thất bại khi không kéo được khăn ra khỏi bàn, các vật dụng trên bàn rơi xuống đất, nước trong ly hoặc trong bình hoa, thức ăn trong đĩa bị đổ ra hoặc văng ra mặt bàn. Sẵn sàng. 3. Thử thách chạy xe đạp chậm. Người chơi phải chạy xe đạp trong thời gian 35 giây trên một đoạn đường dài 5m, ngang 1m. Phần thi thất bại khi bánh trước của xe lệch ra khỏi vạch quy định chiều ngang 1m của đoạn đường, chân chạm đất trước khi về đích, hoặc xe chỉ về đích trước thời gian 35 giây. Lưu ý, thời gian về đích được tính khi bánh trước cán vạch đích. Chương trình sẽ giao cho người chơi một chiếc xe đạp và chiếc xe này gia đình sẽ dùng để tập luyện trong thời gian ban tổ chức quy định. Sẵn sàng. Ba mươi lăm giây có được hay không, 5m có thấy hay không? 3, 2 có lẽ rất căng thẳng, nói vậy thôi, miệng thì cười nhưng tim thì đập. 3, 2, 1 bắt đầu. 1m đầu tiên, cố lên quý vị, anh Trí đang đi được 1m rồi, cố lên. 1m rưỡi, cố lên nào, rất tuyệt vời. 2m, mặc dù hơi căng thẳng nhưng mà anh Trí vẫn bình tĩnh. Trên đoạn đường 2m rưỡi rồi, 3m, cố lên. 4m, từ từ thôi, từ từ thôi. Nhớ 120 số tiếp theo của dãy số bi. Người chơi phải nhớ 120 số tiếp theo của dãy số bi. Tính từ khi bắt đầu, cứ sau 2 giây, nếu người chơi không đọc được con số tiếp theo thì đồng hồ sẽ đếm ngược 10 giây. Sau 10 giây, nếu người chơi vẫn không đọc được con số tiếp theo thì xem như thất bại, phải dừng cuộc chơi. Ngoài ra, phần thi cũng thất bại nếu người chơi đọc sai một con số. Anh rõ chưa? Dạ rõ. Một lần nữa, chúng ta hãy ngắm nhìn lại dãy số bi. 3, 2, 1 bắt đầu. 3, 3, 2, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 2, 7, 9, 5, 0, 2, 8, 8, 4, 6, 9, 3, 9, 9, 3, 7, 5, 1, 0, 5, 8, 2, 0, 9, 7, 4, 9, 4, 4, 5, 9, 2, 3, 0, 7, 8, 1, 6, 4, 0, 6, 2, 8, 6, 2, 0, 8, 9, 9, 8, 6, 2, 8, 0, 3, 4, 8, 2, 5, 3, 4, 2, 1, 1, 7.
0679 8214 808 6513. Hai tám hai ba không sáu sáu bốn bảy.